Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dâng hương tưởng niệm 80 năm ngày hy sinh của đồng chí Tô Hiệu. Hội nghị toàn quốc triển khai luật nghị quyết của Quốc hội. Linh hoạt trong tạo nguồn phát triển Đảng. Cương trị Ngô Thị Thanh Hương, mẹ đỡ đầu thắp sáng niềm hy vọng cho trẻ em mồ côi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại di tích quốc gia khu lưu niệm đồng chí Tô Hiệu ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm 80 năm ngày hy sinh của liệt sĩ Tô Hiệu, mùng 7 tháng 3 năm 1944, mùng 7 tháng 3 năm 2024, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Tới dự có đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, cùng dự có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Tô Hiệu sinh năm 1912 trong một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống khoa bảng yêu nước tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Phát huy truyền thống của gia đình và quê hương, đồng chí tham gia cách mạng khi mới 14 tuổi, bị thực dân Pháp bắt và đẩy đi Côn Đảo lúc 18 tuổi. Cuối năm 1934, đồng chí bị thực dân Pháp quản thúc tại địa phương. Cuối năm 1936, đồng chí Tô Hiệu cùng những người cộng sản kiên trung thành lập ra xứ ủy Bắc Kỳ tại Hà Nội. Cuối năm 1939, đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Hải Phòng và đẩy đi nhà tù Sơn La. Tại đây, đồng chí Tô Hiệu tích cực vận động phong trào, lập ra chi bộ và được bầu là bí thư chi bộ. Đồng chí cùng chi ủy nhà tù kiên cường đấu tranh giữ vững khí tiết cách mạng, biến nhà tù thành trường học cộng sản, đào tạo nhiều cán bộ cho Đảng, cho cách mạng. Do chế độ hà khắc trong nhà tù thực dân và sức khỏe suy kiệt, đồng chí hy sinh ngày 7 tháng 3 năm 1944 tại nhà tù Sơn La lúc mới 32 tuổi. Qua 80 mùa hoa đào nở cũng là 80 năm người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên đi vào cõi vĩnh hằng. Đồng chí đã đi xa nhưng tinh thần cách mạng của đồng chí để lại cho nhân dân, cho đất nước là bất tử. Cây đào do đồng chí ươm mầm nơi khe đá bức tường nhà tù Sơn La đã nảy mầm, trở thành cây đào Tô Hiệu, một biểu tượng cách mạng sống mãi với thời gian, không gian. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những công lao, đóng góp của liệt sĩ Tô Hiệu, nhất là việc đào tạo đội ngũ cán bộ cho Đảng và đặt nền móng cho phong trào cách mạng tại tỉnh Sơn La. Trên sợi dây liên kết là tinh thần Tô Hiệu, cả ba tỉnh, thành phố Hải Phòng, Sơn La, Hưng Yên cùng học hỏi, hỗ trợ nhau để phát triển vươn lên mạnh mẽ hơn. Thành phố Hải Phòng, đó là cái nôi cách mạng đã đào luyện đồng chí Tô Hiệu của chúng ta. Và khi bị địch bắt tù đầy lên nhà ngục Sơn La, nhưng đồng chí lên Sơn La đã gieo mầm cách mạng, giác ngộ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng ở trên đó, vận động quần chúng làm cách mạng. Còn đối với quê hương Hưng Yên là cái nôi truyền thống cách mạng anh hùng. Cái nghĩa khí anh hùng ấy của quê hương ngàn năm văn hiến này được lưu truyền mãi đến hôm nay. Và chính chúng ta đang học tập và noi theo đồng chí Tô Hiệu cũng chính là tôn vinh cái văn hóa và cái truyền thống cách mạng của tỉnh Hưng Yên. Thay mặt cho đồng bào đồng chí tỉnh Sơn La, cảm tạ ngàn vạn lần đối với tỉnh Hưng Yên vẫn chưa hết được tấm lòng của mình. Đó là đã sinh ra đồng chí Tô Hiệu, người gieo mầm hạt giống cách mạng ở trên đó. Và chúng tôi còn cảm nhận một điều, một sự chia sẻ của tỉnh Hưng Yên đối với Sơn La rất quý mà không có gì sánh được. Đó là còn chia sẻ đồng bào, người thân của mình cho Sơn La để bảo vệ quê hương, làm phên rậu của Tổ quốc. Đó là đồng bào lên làm kinh tế mới để cùng với đồng bào các dân tộc xây dựng quê hương Sơn La. Và đến nay, từ cây nhãn của Hưng Yên mà đã đưa lên Sơn La, và giống nhãn ấy hiện nay đã phát triển trở thành vùng cây ăn quả đặc sản hiếm có.
Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm 80 năm ngày hy sinh của liệt sĩ Tô Hiệu tại khu lưu niệm đồng chí ở thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang và trước tượng đài của đồng chí trong khuôn viên nhà truyền thống xã Nghĩa Trụ. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15, diễn ra theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 62 điểm cầu trong toàn quốc. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 thông qua 9 luật và 11 nghị quyết, trong đó có những luật rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội được cử tri và nhân dân kỳ vọng. Tại hội nghị đã nêu lên các yêu cầu nhiệm vụ cụ thể cần tập trung triển khai như đối với việc triển khai luật căn cước, khẩn trương thiết kế, hoàn thiện mẫu thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước điện tử, các biểu mẫu, giấy tờ liên quan. Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức cá nhân theo quy định. Đối với việc triển khai luật đất đai, khẩn trương xây dựng ban hành văn bản quy định về 104 nội dung luật giao chính phủ, các bộ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đồng thời ra soát để sửa đổi bổ sung các văn bản dưới luật khác có liên quan để bảo đảm đồng bộ với luật đất đai năm 2024 và 8 luật sửa đổi bổ sung. Đối với việc triển khai luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản, xây dựng và ban hành các nghị định, quyết định, thông tư, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, bảo đảm phù hợp với quy định của luật và thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản quy định chi tiết. Đối với chính quyền địa phương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các bộ ngành có liên quan để xây dựng các văn bản, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội, chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nội dung các văn bản thuộc lĩnh vực chức năng được giao, tập trung chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn thực hiện có giải pháp quyết liệt nhằm triển khai quy định trong các luật, nghị quyết của Quốc hội. Thưa quý vị và các bạn, trong tổng số 125 nghệ sĩ được tặng truy tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, 264 nghệ sĩ được tặng truy tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Trong đợt xét tặng lần thứ 10 vừa diễn ra vào ngày 6 tháng 3 tại Nhà hát lớn Hà Nội, tỉnh Hưng Yên vinh dự có 3 nghệ sĩ được nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Trao tặng danh hiệu nghệ sĩ sân khấu âm nhạc. Những gương mặt nghệ sĩ tài năng được vinh danh nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lần này thuộc nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, múa, phát thanh, truyền hình, sân khấu. Tỉnh Hưng Yên vinh dự có nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Xanh, nguyên giám đốc nhà hát chèo Hưng Yên, được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, và hai cá nhân Phạm Thanh Quang, Nguyễn Tiến Tùng đã công tác tại nhà hát chèo Hưng Yên được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Xin trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú. Nghệ sĩ nhân dân Xuân Xanh với 42 năm công tác đã đạt 12 huy chương bạc và vàng tại các cuộc liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Với 25 năm công tác, nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Quang đã được nhận 1 huy chương vàng và 3 huy chương bạc. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tiến Tùng công tác 18 năm và đạt được 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Tôi rất vinh dự được nhà nước, được chủ tịch nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Đây cũng là một cái niềm vinh dự cho cá nhân tôi, cũng là một sự nỗ lực phấn đấu trong suốt quá trình công tác. Ngoài các huy chương tại các cuộc liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, các nghệ sĩ còn đạt nhiều danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, giấy khen của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thường xuyên khảo sát nắm chắc nguồn kết nạp đảng từ cơ sở, thành lập các tổ vận động tại các địa phương, chi đảng bộ trực thuộc và tập trung phát triển đảng viên, tổ chức đảng một cách toàn diện, trong đó chú trọng ở khu vực nông thôn, đơn vị kinh tế tư nhân, học sinh các trường trung học phổ thông là những cách làm của huyện ủy Kim Động hiện nay để khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên tại đây. 32 em học sinh có học lực giỏi hoặc đạt các giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia và tích cực năng nổ trong các hoạt động của nhà trường đã được trường trung học phổ thông Đức Hợp rà soát và giới thiệu nguồn kết nạp đảng. Tháng 1 vừa qua, các em đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng dưới sự hướng dẫn của đảng ủy cấp trên. Đây là năm đầu tiên nhà trường thực hiện phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo nguồn kết nạp đảng đối với nguồn là các em học sinh. Sau
quá trình rèn luyện thì em đã được nhà trường lựa chọn để đi học ở lớp kiểm tình đảng. Sau khi học thì em sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để có thể sớm đứng ở trong hàng ngũ của đảng. Thì chi bộ chúng tôi cũng linh hoạt hơn trong cái công tác phát triển tạo nguồn để kết nạp đảng bằng cách là quan tâm đến cả các em học sinh ở khối 12, những học sinh mà đến khi mà kết thúc năm học đủ tuổi để có thể kết nạp được. Đảng bộ xã Song Mai hiện có 320 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc. Năm 2013, xã không hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên cấp trên giao do khó khăn trong công tác rà soát, tạo nguồn kết nạp. Khắc phục tồn tại này, ngay từ những tháng đầu năm 2014, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã quyết liệt vào cuộc trong khảo sát, huy động sự tích cực chủ động của mỗi chi bộ đảng viên và các hội, đoàn thể để giới thiệu, thu hút và tạo điều kiện để quần chúng ưu tú được kết nạp đảng. Sau quá trình học tập thì em quay trở về địa phương để công tác và được sự động viên, ủng hộ của chi bộ nghĩa cơ sở địa phương thì em cũng có nhận thức đó là mong muốn mình học tập, cố gắng để phấn đấu sớm để trở thành một đảng viên. Mỗi một địa phương, mỗi một thôn có một cái khác nhau. Thế do vậy là chúng tôi cũng tìm những người mà có tâm huyết và có cái trách nhiệm để về cùng với chi bộ để thực hiện. Kết quả đạt được thì cũng đã có những chuyển biến. Đợt 1 năm 2024 thì chúng tôi cũng đã có 14 cháu đã đi học cái lớp nhận thức về đảng. Hiện nay Đảng bộ huyện Kim Động có trên 6.400 đảng viên sinh hoạt ở 41 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Điểm mới trong triển khai thực hiện tại huyện ủy Kim Động năm 2024 đó là tạo điều kiện mở các lớp bồi dưỡng vào các ngày nghỉ cho quần chúng là học sinh, công nhân, thành lập các tổ vận động phát triển đảng viên ở các xã thị trấn, tích cực khảo sát nguồn kết nạp tại các công ty, doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân. Qua đó, hướng đến mục tiêu khắc phục được những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên của huyện những năm qua, phấn đấu đạt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2024. Sáng nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Phúc Thành An Việt Nam phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn chuyển giao công nghệ và liên kết sản xuất kinh doanh đông trùng hạ thảo cho các hội viên cựu chiến binh trong tỉnh. Đến dự có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đây là doanh nghiệp tiên phong trên địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đưa vào nuôi cấy sản xuất và chế biến ra nhiều loại sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo như bánh kẹo, nước uống. Doanh nghiệp đã đưa vào nuôi trồng thành công nấm đông trùng hạ thảo trên giá thể tổng hợp và nhộng tằm, hạt đậu. Ngoài tiêu thụ tại thị trường trong nước, sản phẩm đã xuất khẩu sang 16 nước, mang lại hiệu quả kinh tế khá. Để giúp cho các hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế, doanh nghiệp tổ chức tập huấn, chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất kinh doanh với các hội viên cựu chiến binh trong tỉnh. Các hội viên tham gia được doanh nghiệp hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật, cũng như cách nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo theo quy mô hộ gia đình. Sản phẩm sau thu hoạch được công ty thu mua lại, hoặc hội viên có thể tự tìm kênh tiêu thụ trên thị trường. Nấm đông trùng hạ thảo là loại nấm dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao, rất ít trong tự nhiên, chủ yếu được tìm thấy tại một số vùng núi cao thuộc Tây Tạng, Trung Quốc, Nepal, Bhutan. Việc nuôi cấy nhân tạo thành công mở ra cơ hội đưa sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng với giá cả phù hợp. Thời gian qua, huyện Khoái Châu tập trung để mạnh chuyển đổi diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu, đồng thời chú trọng liên kết tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Gia đình bà Xuân ở xã Tứ Dân trồng 6 sào đương quy. Đương quy là cây thân thảo, loại cây dễ trồng, tốn ít công chăm sóc. Trồng sau 6 tháng sẽ cho thu hoạch, bình quân một sào trồng đương quy cho thu 120kg khô. Và sau khi thu hoạch, đương quy được công ty cổ phần Trafaco thu mua với giá 180.000 đồng kg. Mỗi năm gia đình bà thu lợi nhuận từ 20 đến 25 triệu đồng một sào trở lên. Tôi trồng cái cây đương quy này là năm nay là 6 năm rồi. Cách trồng của cái cây đương quy này rất là đơn giản. Hiệu quả năng suất là cao gấp 2-3 lần so với các cây khác. Hiện nay thì tổng diện tích trồng ấy thì nó khoảng 7-8 mẫu, gồm các cái cây dược liệu như đương quy, ích mẫu, bạc hà. Chúng tôi cũng đã định hướng cho từng thôn, bà con nhân dân làm cái cây nào cho nó có giá trị và đạt hiệu quả cao nhất. Chúng tôi cũng phải lưu ý với bà con là không nên trồng ồ ạt. Xã An Vĩ hiện có khoảng 25 mẫu trồng cây cỏ ngọt. Giống cây này dễ trồng, nhanh cho thu hoạch, sơ chế đơn giản, giá trị kinh tế cao. Tùy điều kiện thời tiết, cây cỏ ngọt sau khi trồng từ 45 đến 60 ngày.
cây cao từ 8 đến 10cm, có thể cắt thu hoạch lứa đầu tiên và tiếp tục chăm sóc, mỗi năm thu hoạch được 6 lứa. Bình quân mỗi sào trồng cỏ ngọt thu hoạch được từ 5 đến 6 tạ thành phẩm khô một năm. Giá bán cỏ ngọt hiện tại từ 50 đến 65.000 đồng kg. Mỗi sào cho thu nhập từ 20 đến 25 triệu đồng một năm. Tôi đã thu mua từ năm 1993 cho đến bây giờ. Cái lượng tiêu thụ bây giờ nó mở rộng thị trường rất là nhiều. Cho nên là dân ở đây là không đủ được sản lượng. Cho nên tôi phải phát triển được. Tôi đang mở rộng như là Ninh Bình, Bắc Giang. Bây giờ tất cả khoảng hơn 52. Với lợi thế về thổ nhưỡng, kinh nghiệm sản xuất của nông dân, nên những năm gần đây, diện tích cây dược liệu ở huyện Quế Châu không ngừng được mở rộng, hình thành các vùng sản xuất dược liệu tập trung. Hiện nay, toàn huyện có trên 400 hectare trồng cây dược liệu, gồm nghệ, địa liền, cỏ ngọt, bạc hà, húng quế, tập trung ở các xã Chí Tân, Tân Dân, Bình Minh, An Vĩ, Tứ Dân. Việc hình thành các vùng dược liệu tập trung đã tạo điều kiện cho người dân mở rộng trồng các loại dược liệu quý cho hiệu quả kinh tế cao, tạo tiền đề hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất tiêu thụ dược liệu. Hiện nay trên địa bàn huyện có đơn vị thu mua dược liệu như công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu, Hưng Yên, hợp tác xã thương mại dịch vụ sản xuất nghệ Đại Hưng. Những năm qua, phong trào thanh niên phát triển kinh tế giỏi tại huyện Phù Cừ được đẩy mạnh. Nhiều đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình, đem lại thu nhập cao, mở ra con đường lập thân. Hiện trên địa bàn huyện có trên 50 mô hình kinh tế của thanh niên đem lại thu nhập cao. Bình quân mỗi mô hình thu từ 200 đến 400 triệu đồng trên năm. Điển hình như anh Doãn Văn Dũng ở thôn Tống Xá, xã Tống Phan, với cơ sở sản xuất mái ngói, thu lãi 100 triệu đồng trên tháng. Mô hình chăn nuôi ngan vịt với khoảng 4.000 con của anh Nguyễn Hữu Đích, xã Tống Phan, thu lãi 200 triệu đồng trên tháng. Mô hình giặt là sinh học của anh Hoàng Văn Nhật ở thị trấn Trần Cao thu lãi 200 triệu đồng trên tháng. Đây là một trong ba thanh niên tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên được dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 7. Chương trình Mẹ đỡ đầu do Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ. Trong đó, điển hình là tấm gương chị Ngô Thị Thanh Hương, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Với tấm lòng nhân hậu, chị đã dang rộng vòng tay yêu thương nhận đỡ đầu cho 6 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã. Em Đoàn Thị Trà My là học sinh lớp 10 trung học phổ thông Mỹ Hào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mất khi hai chị em còn nhỏ, mẹ mắc bệnh nặng, công việc không ổn định nên cuộc sống hết sức khó khăn. Sau khi biết được hoàn cảnh của em, chị Hương đã không chút đắn đo nhận làm mẹ đỡ đầu cho em. Con cảm thấy là rất là xúc động và con cũng xin hứa với cả mẹ Hương và toàn thể phụ nữ ở những người mà đã kỳ vọng con, đã trao cho con niềm tin và rằng là con sẽ tiếp tục học tập. Nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa được bố mẹ đưa đón hoặc đạp xe đi học, em Đặng Văn Cường, thôn Cẩm Sơn, xã Cẩm Xá, ước mơ có chiếc xe đạp để hàng ngày tới trường. Ước mơ tuy nhỏ nhưng vượt quá khả năng của gia đình em bởi hoàn cảnh gia đình rất éo le, bố mất sớm. Một mình mẹ tần tảo nuôi ba anh em Cường và người bác bị bệnh nặng không có khả năng lao động. Đồng cảm với hoàn cảnh của mẹ con Cường, từ năm 2022, chị Hương đã nhận đỡ đầu cháu Cường, mỗi năm trao tặng gia đình 6 triệu đồng. Đặc biệt, khi biết được ước mơ của Cường, chị Hương đã dành tặng em chiếc xe đạp để em có phương tiện tới trường. Thương cảm với những hoàn cảnh khó khăn, lại công tác trong ngành giáo dục, nên mong muốn lớn nhất của chị Hương là được thấy tất cả trẻ nhỏ đều được tới trường, để xoa dịu những mất mát, thiệt thòi của các em học sinh mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Hương đã nhận làm mẹ đỡ đầu cho 6 học sinh trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Bản thân tôi cũng rất là mong muốn được tiếp tục đồng hành với Hội Liên hiệp Phụ nữ, sẽ cố gắng là dành những cái tình cảm, những cái vật chất mà có thể giúp đỡ được để hỗ trợ cho các con mà hiện nay tôi đang đỡ đầu, và nếu có thể thì sẽ tiếp tục đỡ đầu thêm các con trong thời gian tới để các con đạt được cái mục tiêu của mình là đỗ được vào các trường đại học và có công ăn việc làm ổn định. Những việc làm ý nghĩa mà chị Ngô Thị Thanh Hương đã và đang dành tặng cho các con sẽ là cầu nối yêu thương, đưa những tấm lòng nhân ái đến gần và đồng hành cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hướng các em tới một tương lai tốt đẹp hơn với những nụ cười rạng ngời hạnh phúc.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.